Xin chào mừng toàn thể các bác đã đến với kênh của Minh Vũ Audio. Tiếp tục cập bến ngày hôm nay là mẫu đẩy 2 kênh, 4 kênh hàng bãi đẹp xuất sắc. Các bác xem video thì nếu như anh em nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn vào nút đăng ký và kèm theo đấy là nhấn vào nút quả chuông thông báo để cập nhật những sản phẩm mới thì bên Minh Vũ về để có làm clip up lên là mọi người sẽ nhận được thông báo luôn. Anh em có thể tham khảo những sản phẩm bên em phù hợp, những dòng sản phẩm nào thì có thể liên hệ trực tiếp với Minh Vũ. Đây, vừa nãy thì em có tháo ra, chưa có vệ sinh nhưng mà đẩy nó đẹp, đẹp kinh khủng khiếp luôn, đẹp gần như là mới luôn ấy. Đấy, các bác nhìn những dòng đẩy này có quen thuộc không ạ? Đó, HNA 800W một kênh, chỉ có một chút bụi thôi mọi người ạ. Chỉ có một chút bụi thôi. Đây này, còn nguyên cả nhện bên trong này. Đó, hàng xịn thì nhìn cái linh kiện cũng như cái quạt của nó đã thấy chất rồi. Dây dợ các thứ nó đi đẹp. Con này sản xuất năm 2019, còn quá là mới, tháng 7 năm 2019. Và nó chạy sò trường NGVK. Đây, anh em nhìn. Đây, nguồn nó phải như thế này. Đấy, và hàng xịn là nguồn đồng 100% các bác nhé. Chứ nhiều, em thấy nhiều chỗ bán quảng cáo con đẩy toàn 1000W và 900W, là hơn 1000W. Bỏ cái nguồn những cái cúc này, mà những cái dòng nguồn xuyến như này, bỏ nguồn như cái cúc này thì lấy đâu ra mà khỏe. Đấy, xong toàn quảng cáo 1000 với lại 1200, chết khiếp thôi. Anh em đi mua hàng bãi thì cũng nên tìm hiểu và xem cho thật là kỹ. Con này thì mặt nó cũng thiết kế rất là đẹp. Dòng đẩy này thì cách đây mấy tháng Minh Vũ cũng có bán rất là nhiều. Và những cái dòng đẩy này thì nó rất là lành nhá, nó cực kỳ là lành. Và tiếng thì rất là sạch sẽ, chi tiết nên đủ 3 giải bát trung chéc. Đây, HNA. Nó thiết kế đẹp nữa. Có màn hình báo chế độ đánh, màn hình quắc này, báo chế độ đánh Bright Mono Sitter và báo nhiệt độ, báo volume điều chỉnh, hay lắm. Con này anh em chơi loa full hay là đánh súp đều ok nhá. Quạt nó chạy rất là êm. Đợt này thì Minh Vũ về được có hơn chục con thôi. Đó, hơn chục con hàng tuyển chọn. Dòng đầy bãi trên thị trường thì cũng có rất là nhiều loại anh em mua. Đúng con hàng xịn. Đấy. Và máy móc các thứ nó đẹp thì chơi sướng lắm. Đây. Có lẻ một con hàng thương hiệu của Mỹ. Công suất là 800W một kênh. Rất là đẹp. Đây. Bên trong thì chỉ có một chút bụi thôi. Này, quạt này. Con này cũng còn rất là đẹp nhá. Đây, tụ của nó phẳng ly luôn. Anh em nhìn này. Và máy con này nếu anh em thường xuyên theo dõi ở những kênh bán hàng thì anh em sẽ biết được là máy con này là cái con máy của thằng DMX. Của thằng DMX, thương hiệu của Italy đấy. Đấy. Những cái con này thì là cái thương hiệu toàn tiếng Anh thôi, chẳng biết là thương hiệu gì nhưng mà máy thì quá là chất rồi. Khi chúng ta đi mua hàng bãi thì quan trọng nhất vẫn là xem vào cái phần nội thất bên trong. Đúng không ạ? Còn tên bên ngoài thì hàng bãi bây giờ đa phần xuất xứ ở Trung Quốc thì anh em muốn tên gì chẳng có. Nhưng quan trọng ở máy móc các thứ này, nhìn máy nó phải chất. Đấy, linh kiện các thứ nhìn nó chất như thế này cơ mà. Con này đúng ra nó là con DMX chứ con này nó chạy sò STK, chạy sò như con lắp của mình 10.000 Q. 800W đủ nhá. Anh em cứ quật 2 đôi bát 30 không phải nghĩ luôn. Giá thì có hơn 4 triệu bạc. À, có cả đẩy sò sắt đây này. 16 sò sắt và bũa 16 sò than. Này, máy zin đét nhá. Đây. Con này giá thị trường đâu đấy đang bán gọi là có chỗ bán hơn gọi là 6 triệu hú vía luôn. Bình thường bán toàn hơn 5 triệu, em bán cho bác hơn 4 triệu con này. Mặt phay nhôm nhá. Thương hiệu gì thì không biết.
có nhiều dòng đẩy tên khác, nhưng tại vì sao trên thị trường người ta bán, người ta hay giới thiệu những dòng đẩy ví dụ như con DK chẳng hạn đấy. Cái này có thể xóa đi được và in dập chữ DK Nanking vào đây. Các bác cũng không thể biết được, đúng không? Em thì nói chung là em bán hàng bãi dòng đẩy sò sắt rất là nhiều. Và những con đẩy sò sắt thì những dòng máy như này em làm nhiều lắm. Dòng đẩy máy như này, có con thì nó là mặt sắt, có con thì nó là mặt phay nhôm, có con tên cái này, con tên thế kia, có con tên gọi là các cái loại tên, nhưng mà đều xuất phát ở thị trường Trung Quốc các bác nhé. Đây này, ở cái phần mặt đằng sau của nó thì đây nó in là Made in PRC, sản xuất theo công nghệ của USA, có cả mã series này. Dòng này thì em làm quen thuộc làm rất là nhiều rồi đi. Đây. Máy móc các thứ zin nguyên bản anh em nhé. Giá hơn 4 triệu. Đấy. Chơi con này thì tiếng nó rất là sạch và càng chơi nóng lên thì máy tiếng càng hay. Đấy, cái giống này nó như thế thôi. Đấy, mặt rất đẹp nhá. Đây. Cái dòng đẩy này thì em cũng đã đề cập giới thiệu đến mọi người rồi. Công suất là 800W một kênh ở chế độ 8 ohm. Nếu như anh em chơi hai cặp bát 30 thì không phải suy nghĩ. Con dòng con này thì nó chạy sò trường LGVK, tiếng rất là hay luôn. Anh em biết những dòng đẩy B3 của Đức không ạ? Những dòng đẩy B3 của Đức thì tiếng nó sạch cho chi tiết nó hay, thì con này nó tiếng hay như vậy luôn. Và con này thì cái giải bát của nó có độ dày hơn, giải bát nó hay hơn con B3. Những cái dòng đẩy như con CA đấy, anh em biết như dòng đẩy CA và dòng đẩy DBO Tech chưa ạ? Nó thấy những cái dòng đẩy này ấy, tiếng nó hay nên nó copy cái mẫu như thế này. Anh em cứ để ý nhá, nó copy cái mẫu như thế này và nó làm EasyFox luôn. Có rất là nhiều model nhưng em không tiện nói tên ra thôi. Đây. Con lắp của mình 10.000 quy. Đó. Quá đẹp. FP 10.000 quy, máy sạch đẹp. Mạch class TD. Đó. Con này vừa giới thiệu chưa nhỉ? Sò STK. Đẹp xuất con nhà bà sắc luôn. Này. Đấy. 10.000 quy. Quá đẹp. Đấy, quay cận cảnh, lấy nét chi tiết từng góc cạnh một cho anh em xem. Ô sờ kê chưa ạ? Dòng đẩy này thì hay lắm. Còn con này con hai kênh thương hiệu của Tây Ban Nha này, con này cũng hay lắm này. Con này đánh chất âm mộc cũng đã hay rồi. Đánh một đôi bát 40 đơn. Côn 76 anh em đánh thoải mái em bao đánh nhá. Đấy, hoặc anh em chơi những dòng đẩy anh em chơi những dòng hoa bát 25 thì đánh hai đôi. Hoặc bát 30 những dòng loa độ nhạy cao thì anh em chơi hai đôi vẫn thoải mái. Con bốn kênh của MotiBT. Cái con này tiếng hay lắm nhé, con này tiếng cực kỳ hay luôn. Đây con bốn kênh của MotiBT này. Đấy. Hàng bãi xịn 32 sò. Đây. Mỗi một con 5 triệu. Bán ra rẻ cho anh em về chơi cho nó rực rỡ. Còn cái con CAF TA16F kìa. À con ấy bán rồi, con ấy bán 4 triệu bao ship rồi. Con ấy giá thị trường có chỗ bán rồi là hơn 5 triệu. Còn bình thường bán toàn hơn 4 triệu. Con DX Pro này, con này tiếng hay lắm nha. Đây này. Tiếng cực kỳ hay luôn, con này chưa có lau chùi này. Hơi bẩn bụi tí. Con này công suất của nó là 800W nhân 2. Anh em nhé, công suất của nó là 800W nhân 2.
Đấy. Duy nhất một con giá 4 triệu cho anh em vào việc. Đấy. Ok không ạ? Quá ok luôn. À, còn rất là nhiều những dòng đẩy dòng loa, những dòng đẩy dòng loa khác thì clip sau em sẽ lên sóng cho mọi người chi tiết hơn. Còn clip này thì chỉ giới thiệu những dòng sản phẩm có ở đây nhé mọi người nhé. Anh em xem có phù hợp những dòng con nào thì alo cho Minh Vũ. Nói chung là những con đẩy đây là những con đẩy hàng chất lượng, hàng tuyển chọn, toàn những con gọi là tiếng hay và còn zin đẹp nhé mọi người nhé. Về cả loa Martin nhé, Martin em về được Martin tép neo để bát của nó này. Clip sau lên sóng. Rồi, đây là số điện thoại của Minh Vũ đây. Anh em có nhu cầu muốn sắm sửa thì liên hệ đặt hàng qua hai số máy đây nhé, 0976658815 hoặc 0925886889. Em ở Cộng Hòa Sao Đỏ Chính Hải Dương các bác nhé. Đó, ship hàng toàn quốc, anh em có nhu cầu mua sắm cứ điện alo nhé. Rồi, còn clip này thì xin phép được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi. Xin hẹn gặp lại ạ.